Tiếp nối chương trình, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Dương Quốc Chính, Hòa giải dân tộc. Mấy chục năm nay, người ta hay nói đến chuyện hòa giải, năm bắt một nhà cùng bắt tay nhau để phát triển đất nước. Thực tế thì không, mà chính xác là chưa thể làm được điều đó. Lòng thù hận vì quá khứ giết nhau là rất khó gột sạch. Gần đây ông Nguyễn Ngọc Ngạn có nói một câu với MC Kỳ Duyên mà được người ta share khắp nơi. Ông nói cái thù chung thì rất nhẹ, thù riêng mới nhớ lâu, người ta thù giặc không lâu bằng thù cá nhân, nên người ta hay mượn chuyện chính trị để trả thù cá nhân. Theo mình câu này đúng nhưng vẫn không đủ tầm bao quát để diễn tả lòng thù hận. Cái lòng thù hận mỹ ngụy ấy, mình sẽ lý giải ở dưới hiện tại thành phần thù hận nhất ở cả hai phe chính là những người có thù riêng chẳng hạn như đồng bào cali nói chung để chỉ thuyền nhân người việt hải ngoại đơn cử là chính ông ngạn ông ngạn có mối thù riêng với cộng sản vì vợ con ông ấy chết trên đường vượt biển có lẽ vì vậy mà ông ấy chưa từng được về việt nam trái lại với chị kỳ duyên thì về việt nam kinh doanh như đi chợ bởi vì ông Cao Kỳ và chị ấy không có cái thù riêng, gia đình ổng không phải là nạn nhân cộng sản nên ông Kỳ dễ dàng trở cờ và con ông ấy dễ dàng làm ăn ở Việt Nam. Tương tự với nhạc sĩ Phạm Duy, tuy trước năm 75 ông ấy làm việc ở Bộ Thanh niên và Chiêu hồi mà thành phần dính dáng đến tuyên giáo Việt Nam Cộng hòa như vậy thì lẽ ra bị chế độ mới xử lý rất là nặng, cải tạo mọt gông không kém gì thành phần ác ôn nợ máu với nhân dân. Chính là vì ông Duy không có thù riêng với Cộng sản mà lại là thành phần nổi tiếng, dễ lợi dụng để khuếch trương tinh thần hòa giải. Hay về phía trong nước thì thành phần căm thù mỹ ngụy sâu sắc nhất lại là các cựu chiến binh, con cháu thương binh liệt sĩ, cứ thử tìm hiểu nhân thân của các anh em dư luận viên 47-68 hiện nay thì đa phần là con cháu cựu chiến binh và thương binh liệt sĩ hoặc đang thuộc lực lượng vũ trang. Đấy là họ có mối thù riêng. Người như ông Võ Văn Kiệt, vợ chết vì bom Mỹ mà nói cái câu triệu người vui, triệu người buồn là rất rất hiếm có vì dám gác cái thù riêng vì tương lai dân tộc. Gần đây, mình để ý là truyền giáo bắt đầu thả nổi, bạch hóa thông tin, bớt bôi nhọ chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Thời ông Kiệt, ông ấy mời một số quan chức chế độ cũ làm cố vấn thì đều là quan chức chế độ ông Diệm, không phải quan chức của thời ông Thiệu. Đó chính là chế độ ông Diệm đã cáo chung trước đệ nhị Cộng Hòa hơn 10 năm. Lòng thù hận đã nguôi ngoai đi ít nhiều, mà thực tế là hai miền cũng ít có đối đầu trực tiếp vào cái thời ông Diệm tức là chế độ Cộng sản ít có tư thù với chế độ ông Diệm và những người bị đàn áp trong chiến dịch tố cộng diệt cộng cũng chết vãng rồi. Ông Diệm ngày xưa chống cộng, một phần là vì tư thù với Cộng sản. Ông Minh lớn, hàng Cộng sản, một phần là vì không có tư thù với Cộng sản. Vậy để hòa giải được thì chắc phải nhờ những người từng tham chiến chống Mỹ ngụy chết sạch. Bây giờ họ mới có hơn 60, chiến tranh thì mới chấm dứt có hơn 43 năm, tức là phải 20 năm nữa mới đỡ thù hận. Hiện tại mình cho là Triều Tiên lại dễ hòa giải hơn Việt Nam, cho dù Bắc Triều Tiên vẫn là cộng sản đời đầu 1.0, bởi vì chiến tranh Triều Tiên đã chấm dứt cơ bản từ năm 1953, đã 65 năm rồi, hầu như những ai tham chiến trực tiếp đều đã chết. Chỉ cần em ủn thực tâm muốn tiến lên chế độ cộng sản 2.0 kiểu Việt Nam và Trung Quốc là được thôi nếu chỉ vì thù riêng dai dẳng thì tại sao nam bắc mỹ lại có thể dễ dàng hòa giải sau nội chiến họ cũng có thù riêng mà đấy là do nguyên nhân thứ hai bên dưới lý do thứ hai ngăn cản sự hòa giải là ở bản chất chế độ cộng sản cộng sản luôn muốn độc quyền lãnh đạo đấy là bản chất chế độ nên họ tìm mọi cách để đập tan các thế lực thù địch có thể cạnh tranh quyền lãnh đạo của họ trong đó thành phần cạnh tranh nguy hiểm nhất chính là cái thây ma Việt Nam Cộng hòa. Vì thế, tuyên giáo của Đảng phải ra sức tuyên truyền kích động hận thù bôi nhọ Việt Nam Cộng hòa, nhất là cái chế độ đệ nhị, kích động tư thù để người dân không muốn có một chế độ nào khác để mà so sánh, để mà tưởng nhớ. Chế độ cộng sản luôn cần có kẻ thù. Mà kẻ thù đây tức là thế lực thù địch ấy để mà làm ngáo ộp để mà định hướng nhân tâm đó là lý do tại sao người việt cộng sản lại thù ngụy quân ngụy quyền đến xương tủy trong khi lại có thể tha thứ cho người mỹ hay người hàng hay người Nhật. Đó là lý do Mỹ, Nhật, Hàn không cạnh tranh quyền lực với chế độ Cộng sản được. Mỹ lại là siêu cường, cần phải dựa dẫm làm đối trọng với Trung Quốc. Còn Hàn Quốc, Nhật Bản thì là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Trong khi thực tế là ba nước này có nợ máu với Cộng sản Việt Nam, với dân Việt Nam gấp nhiều lần Việt Nam Cộng Hòa ấy chứ. Tóm lại, để hòa giải cần thỏa mãn hai điều kiện. Một là chiến tranh đủ xa để những ai tham chiến chết sạch nhưng lòng thù hận cá nhân đó lại bị chế độ cộng sản kích động để bảo vệ quyền lực phe nhóm, nên chế độ cộng sản phải suy thoái đủ sâu, tức là đến khi chấp nhận người ngoài đảng tham chính, bản chất không còn là cộng sản nữa thì mới mong có thể hòa giải được. Thế nên bây giờ kêu gọi hòa giải làm gì cho mất công, làm sao mà thực hiện được, nhanh lắm thì cũng phải 15 hay 20 năm nữa.